Chào anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người đó là đầu di nịch, đầu khóa di nịch. Thì đầu này thì nó có giá là đầu bình thường là 100 nghìn, đầu hình cá sấu và hình con sư tử là 200 nghìn. Còn đầu tăng đơ bình thường như đầu Mercedes hoặc là đầu chữ H như thế này thì chỉ 100 nghìn thôi. Thì đầu thì cũng có đa dạng, đầu lỗ kim hoặc là đầu tăng đơ hoặc là đầu kéo, thì do yêu thích của mỗi người thôi. Thì hôm nay mình có một số đầu thì mình giới thiệu cho mọi người, có nhu cầu thì có thể gọi điện và để mình giao cho. Thì đầu này mình bán là để cho mọi người xài thôi, chứ mình cũng ít bán đầu này lắm, tại vì nó giá nó rất là cao. Đầu này đầu tốt nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp về các loại đầu khóa, ví, dây lưng, ví nữ, ví nam, đầy đủ các loại. Thì mình nói lại là đầu cá sấu và đầu sư tử là 200 nghìn, còn đầu thường là 100 nghìn. Rồi, số điện thoại liên hệ là 0924629729. Cảm ơn mọi người rất nhiều.